người vậy? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Chưa vô đây sao vậy? Đâu ra cái quạt dễ thương vậy má. Các bạn photo cho các bạn qua mình ngồi nó phía sau hết kìa. Người giúp em xíu nha. Ồ, cái gì mà bồ bà. Cho anh mượn góc này mấy bạn ơi. Cảm ơn. Ok rồi, mình quay đi ạ. Cảm ơn. Quay đi bé, quay bé, quay. Xong photo rồi, hai đứa cho chị say hi nha. Ok rồi. Rồi, say hi coi chứ. Một. Ekip ngày hôm nay đi thì tầm khoảng là 5 người. Ngày một tay thì bắt đầu bay qua tầm khoảng 15 người nữa. Dạ. Thì cảm xúc của chị hiện tại là như thế nào? Cảm xúc của Mỹ Kỳ hiện tại lúc trên xe thì Mỹ Kỳ cảm giác rất là lo sợ. Và ngày hôm đứng ở đây hiện tại thì cũng còn rất là run. Thì nhờ vào cái sự ủng hộ và sự yêu thương của tất cả các quý báo chí, quý truyền thông và tất cả các bạn fan, thì Mỹ Kỳ đã bớt lo sợ đi phần nào nha mọi người. Thì không biết sao chứ lúc trước thì em đàn ông dữ lắm, mà sau giờ em ra xem phụ nữ quá trời. Kỳ ơi, dạ. Hồi nãy Kỳ có trao sát cho mẹ thì hành động nó có ý nghĩa gì vậy? Dạ, Mỹ Kỳ nghĩ rằng là cái cuộc hành trình này thì mẹ luôn là người đồng hành với Mỹ Kỳ từ khi Mỹ Kỳ còn là con trai cho đến khi Mỹ Kỳ là con gái, thì mẹ luôn là người chấp cánh cho Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ nghĩ rằng là cái danh hiệu này, tất cả mọi thứ đều là do mẹ tạo ra cho Mỹ Kỳ. Mỹ Kỳ chia sẻ thêm về cái thông tin về cuộc thi thì cuộc thi này nó mới là như thế nào? Cuộc thi Miss Fabulous International thì là cuộc thi tới ngày hôm nay là tổ chức được mùa thứ hai, và năm nay là năm của em là năm thứ hai, và bán kết sẽ được tổ chức vào ngày 2/12 và chung kết sẽ là 3/12. Hy vọng tất cả các cô chú, tất cả các bạn sẽ ủng hộ Mỹ Kỳ nhé. Thì đó là cái giấc mơ quốc tế của mình đã thành sự thực, thì cái điều đó phải là cái tâm ước của em từ lâu đến giờ. Dạ, đi thi quốc tế. Dạ đúng rồi, em chờ đợi ngày này cũng đã gần 4-5 năm trời rồi, em chỉ đợi đúng ngày hôm nay để em có thể được thực hiện một giấc mơ quốc tế và được đại diện Việt Nam ở tại đấu trường nhan sắc quốc tế ạ. Em đã chờ đợi 4 năm trời mà hầu như là đêm nào em cũng không ăn không ngủ vì nó. Em luôn luôn đều không ăn ngủ ngon. Dạ. Thì mình sẽ mang tới một cái hình ảnh luôn Mỹ Kỳ như thế nào trong cuộc thi? Em mong muốn là mang đến hình ảnh của một Lương Mỹ Kỳ luôn luôn sẵn sàng để chiến đấu, và một Lương Mỹ Kỳ thân thiện, máu lửa nè, và dễ thương, năng động. Lên sân khấu thì cũng không kém phần là Slay ạ. Kỳ ơi, năm ngoái thì đại diện của cuộc thi này là Trần Thanh Tâm, thì không biết là Trần Thanh Tâm đã nói gì với Kỳ chưa, là có ra tiễn Kỳ hôm nay? Hai chị em thì cũng thường hay nhắn tin với nhau, thì Tâm cũng gửi lời động viên đến Kỳ là chúc Kỳ là luôn luôn tỏa sáng và luôn luôn làm trái hết mình để phục thù được cho Trần Thanh Tâm. Dạ. Kỳ đặt mục tiêu như thế nào cái kết quả? Dạ, với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng của ngày hôm nay và cũng như là rất là nhiều những cái sự đầu tư chỉnh chu và sự hỗ trợ của tất cả mọi người, Mỹ Kỳ rất mong muốn có thể đem về được chiếc vương miện đầu tiên của Miss Fabulous về cho Việt Nam, và cũng như là chiếc vương miện thứ hai chuyển giới ạ. Đây là một cuộc thi quốc tế cho nên cái ngoại ngữ của mình để giao tiếp nó có quan trọng, rồi Kỳ tự tin như thế nào thì có thể trổ tài ngoại ngữ chút xíu cho mọi người. Dạ. Ok, thử một đoạn đi. Nhìn phía giữa đi ha. Hello everyone, I am Lương Mỹ Kỳ. Hello everyone, I am Lương Mỹ Kỳ. I am a model, an actress, an illusionist in Vietnam. I always hope someday I can step on an international beauty queen stage, since I won the runner-up prize as national beauty contest. That's
originally did not come to me over 3 years. Today, I can stand in here. I feel so excited to be here to represent Vietnam, to join Miss Fabulous International. I hope everyone support me, my journey. Thank you so much. Nhân tiện em chia sẻ thêm về cái bộ đồ đặc biệt của mình đi, là ý tưởng như thế nào? Dạ, bộ đồ của ngày hôm nay thì là được làm từ chất liệu của khăn rằn, là một chất liệu rất là quen thuộc của người dân Nam Bộ. Thì em muốn em cũng là một người con của miền Tây nên em muốn dùng chất liệu này để có thể giới thiệu cho bạn bè quốc tế là một sự đơn giản nhưng cũng không kém phần nổi bật. Và cái form thiết kế là đến từ Thái Lan, có một chút rất là Thái Lan và đó cũng có một chút Thái Lan. Và em gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà thiết kế Tăng Thành Công đã hỗ trợ cho em một bộ trang phục khá là vang động ngày hôm nay ạ. Cuộc hành trình Mỹ Kỳ đến với Miss Fabulous là Mỹ Kỳ cũng đã hốt rất là nhiều những cái dây hụi. Và Mỹ Kỳ ước tính là cái chi phí là gấp 3 lần mọi người làm cô bé bằng phương pháp thông thường của mọi người. Đó, rất là khủng hoảng. Và em hy vọng rằng là cuộc hành trình này khi mà em kết thúc rồi, em cũng mong rằng là em đủ sức và đủ khả năng để có thể đóng mũi chết à. Dạ, người thầy training cho em đến với hành trình Miss Fabulous đó chính là cô Võ Hoàng Yến. Thì sẵn đây thì em gửi lời cảm ơn cô rất là chân thành. Và cô hy vọng rằng là trong cuộc hành trình này thì Mỹ Kỳ sẽ tiết chế năng lượng của mình lúc nào cũng sang, cũng đàn bà, chứ đừng có quá là quá là lộ cái cốt mọi người. Dạ, lộ cốt á. Dạ, khi mà trước đây khoảng cách đây khoảng tầm khoảng 4-5 ngày thì Mỹ Kỳ có nhắn tin trực tiếp với chị Hương Giang. Cũng cảm ơn chị và cũng như là xin lỗi chị, thì không biết là cuộc hành trình vừa rồi thì Mỹ Kỳ có lỗi gì hay không, thì Mỹ Kỳ cũng xin lỗi. Thì chị Hương Giang cũng gửi lời động viên là gán lên em, và Mỹ Kỳ cũng cảm ơn và chúc sức khỏe chị. Dạ, chị có chỗ tạm chị tiếng Thái được không? Dạ, dạ. Sao hoạch đi kha sảnh sư Lương Mỹ Kỳ kha sảnh bên con Việt Nam sảnh ai dú ít xịt gì bi kha hoàn ní sảnh tường tên mát mát lê kha quẳng qua thúc thúc con chạ xà nập xà nụ sảnh na kha hợp tương na kha. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Lương Mỹ Kỳ và em đến từ Việt Nam. Ngày hôm nay thì Mỹ Kỳ 24 tuổi, và ngày hôm nay Mỹ Kỳ cảm giác là vô cùng là tự hào và hy vọng rằng là tất cả mọi người sẽ ủng hộ Mỹ Kỳ trên cuộc hành trình này. Mỹ Kỳ cảm ơn rất nhiều. Dạ. Cảm ơn em nha. Rồi, cảm ơn chị. Cảm ơn tất cả các quý anh chị đã ngày hôm nay đã không ngại đường xá xa xôi để ủng hộ em. Dạ. Dẫu biết là trời rất nắng. Dạ. Chị Kỳ có thể em lui đi. Chị Kỳ ơi, chị Kỳ đi tới đây rồi, slide đi chị Kỳ. Rồi, 2, 3. Chăm lui, chăm lui, chăm lui. Ăn thử.
tắt luôn nha mọi người. Alo. Ông bố tắt hai đây. Rồi. Đi quát luôn không ạ? Vô quát luôn chị ơi. Rồi, 2, 3. Đi theo sự sắp xếp của Mỹ Kỳ thôi. Đó. Mỹ Kỳ lo hết từ A đến Z luôn mọi người. Về tới đây là cái gì Kỳ cũng lo hết. Kỳ chỉ muốn là cuộc hành trình này nó trọn vẹn. Đó. Đi thi quốc tế thì tốn rất là nhiều kinh phí, thì có bao giờ là Kỳ ngang so với cô được chị ta. Không, Mỹ Kỳ lúc nào nó cũng phải lo đâu, nó không có để cho cha mẹ lo mà người chồng. Đó là đứa con không có miếng mà từ nhỏ tới lớn luôn. Con nghe Kỳ phải trả một chết nhiều dây như vậy cũng có lo. Rồi là cái chi phí đi 15 người rồi là em làm lo hết. Lo hết nên lo từ cái sim luôn á hả? Dạ em lo từ cái sim Thái Lan cho tất cả mọi thứ luôn. Không biết là trong cái quá trình phát triển của Kỳ ở trong sự nghiệp thì dấu mốc nào của Kỳ của cô cũng là đáng chú ý đó. Kỳ đã từng suy sụp hay là có cái cô lần nào? Lúc mà nó nói không được khi thi quốc tế em có sẽ như rất là buồn, nó khóc khi đi mà nó không có nói cho cha mẹ biết, kiểu như thấy nó buồn là biết thôi chứ không có dám nói ra. Cái đó là cụ thể là năm bao nhiêu thời điểm nào? Cùng với lúc mà xảy ra scandal của cái thời điểm mà Mỹ Kỳ á
chuyện nhiều tranh cãi trong quá khứ thì thời điểm đó cô có bị gì, ví dụ như là nhà hàng xóm này hay dòng họ nói lời ra tiếng vào hay không, và cô bên cạnh Mỹ Kỳ như thế nào? Nói chung là cô Mỹ Kỳ cũng có kể cho cô nghe, nhưng mà cô cũng như nghe mấy người là ở quê ấy con, là nó nói là Mỹ Kỳ này kia đó, nhưng mà bây giờ cô cũng mong cộng đồng mạng chứ yêu thương Mỹ Kỳ nhiều hơn nhé. Cái lời sáng truyền nhất mà cô từng nghe mà cô thấy đau lòng nhất là cái lời người ta gì là nói buồn nhất, nói gì to. Nhưng mà cô cũng lo cho biết gì, tại vì chuyện gì hồi đó giờ tánh nó là có chuyện gì là nó không có để cho cha mẹ biết, tự cứ mới buồn, cứ lo một mình đó. Gì mà chứng khoán chứng ơ được nhiều quá. Đúng rồi nè, và cười thơ, đúng rồi, lượn lỡ lên, đúng bé. Rồi, nhìn qua bên cạnh. Đúng rồi. Rồi cất lắc rồi dùng chuyện luôn.